Ngọc Chi xin mến chào anh em. Thì đặc biệt hôm nay Ngọc Chi sẽ lên một video để bắt đầu giới thiệu cho anh em một mẫu bình xịt điện đang bắt rất là chạy trên thị trường. Đó là mẫu bình xịt điện của Mitsubishi. Và dòng này với chất liệu cực kỳ cao cấp cũng như là cung cấp đầy đủ phụ kiện cho anh em, để chúng ta có thể là phun xịt thuốc trừ sâu nè, hoặc là phun sát trùng, tưới cây rau màu chẳng hạn. Rất là ok phải không nào? Và chi tiết về bình xịt điện này như thế nào thì xin mời anh em cùng theo chân của Ngọc Chi luôn nhé. Mẫu bình xịt điện của Mitsubishi có dung tích là 12 lít nhưng chỉ với trọng lượng là 7,5 kg thôi, cho rất là gọn nhẹ cho anh em có thể là mình phun thuốc trừ sâu hoặc là trong quá trình mình mang vác được dễ dàng. Và thứ hai là chất liệu của bình xịt được làm bằng nhựa nguyên sinh, từ đó là sẽ giúp cho bình xịt có tuổi thọ cao nè, bền với thời gian và chịu được thời tiết nắng mưa nữa nha anh em. Và thứ ba là anh em sẽ thấy là đây là đèn để có thể báo được điện áp, cũng như là bên hông chúng ta sẽ có được là ổ cắm sạc ba chân và một nút để có thể điều chỉnh được áp lực, có thể chỉnh đến maximum nha anh em. Và thứ ba là một công tắc đóng mở. Cũng như là bình xịt Mitsubishi này có thiết kế rất là thông minh, khi sau lưng được trang bị cho anh em một tấm đệm để chúng ta có thể là chống được đau mỏi, đau cơ lưng nè, khi mà mang vác trong một thời gian dài, rất là tiện lợi phải không nào. Và bình này đang sử dụng là nguồn ắc quy lên đến là 12V 8A, cho anh em có thể là xịt được 20 đến 25 bình thì mới hết điện nhé. Và bây giờ thì anh em hãy cùng Chi đi tìm hiểu chi tiết về phụ kiện của bình xịt điện này luôn nha. Đi kèm theo bình xịt là anh em sẽ thấy rằng các phụ kiện đi kèm rất là chất lượng của Mitsubishi luôn. Đầu tiên đó là một tay cầm cho anh em, rất là dễ cầm nắm cũng như là chắc chắn cho anh em dễ dàng sử dụng nè. Và chúng ta sẽ có được đồ lọc rác, khi mà anh em xịt bình xịt này ra vườn thì mình có thể lấy nước mưa và chúng ta sẽ qua đồ lọc rác này, có tác dụng là lọc cặn bã. Tiếp theo là anh em sẽ được cung cấp các mẫu bét của mình rất là đầy đủ nha anh em, để anh em có thể dễ dàng là lựa chọn từng loại bét, chúng ta có thể là phun được từng loại cây. Đây là một cái dây mang cho anh em và một cần nối dài để anh em có thể là tăng đưa đông dài ra nè, lên đến là 1m2 luôn. Và bây giờ là không để anh em chờ lâu thì anh em hãy cùng Chi đi test trực tiếp về bình xịt điện này luôn nha. Sau đây thì Chi đã gắn sẵn cho anh em một dòng bét hoa sen, và dòng bét này thì anh em sử dụng rất là rộng rãi luôn, để chúng ta có thể xịt phun thuốc. Bây giờ thì Chi sẽ xịt trực tiếp cho anh em cùng xem luôn nha. Và lúc này là Chi đang điều chỉnh với áp lực nhỏ nè anh em. Bây giờ thì Chi vặn lên cao từ từ lại. Thì anh em thấy là lượng tia ra rất là đều luôn, cũng như là tơi, cho anh em có thể dễ dàng là mình ứng dụng xịt thuốc hoặc là tưới cây chẳng hạn. Chi sẽ bắt đầu test về bét 2 cho anh em cùng xem luôn nha. Với bét 2 này thì anh em có thể thấy rằng tia ra rất là xa nè, cho anh em có thể dễ dàng xịt lúa hoặc là mình xịt rau màu. Sau khi test về bét đôi xong thì bây giờ Chi sẽ bắt đầu test bét đơn cho anh em cùng xem luôn nha. Đây thì anh em có thể thấy rằng bét đơn ra với lượng tia rất là mạnh và xa luôn nè anh em. Ra rất là đều nha, với nguồn ắc quy của mình là 12V 8A thì anh em có thể xịt được 20 đến 25 bình mới hết điện nhé. Tiếp theo là một dòng bét hoa sen nhưng với 4 lỗ. Thì bây giờ Chi sẽ bắt đầu test hết từng loại bét cho anh em cùng xem luôn. Với bét hoa sen 4 lỗ này thì anh em thấy là tia ra rất là ok luôn nha, để mình có thể xịt hoa màu này dễ dàng. Thêm vào đó là anh em có thể điều chỉnh được dạng tia thông qua bét. Một dòng bét nữa mà chỉ muốn test cho anh em đó là dòng bét thịt mỏ vịt.
Và dòng này thì cái dạng đặc trưng là ga dạng tia xè, để anh em có thể dễ dàng mình xịt thuốc trong từng hàng cây nè. Khi hàng cây của chúng ta trồng thẳng thì chúng ta chỉ cần riêng ngang như vậy là đã có thể xịt. Một dạng bét cuối cùng mà chị muốn test cho anh em đó là về bét hỏa tiễn. Đây thì bây giờ Chi sẽ bắt đầu xịt trực tiếp cho anh em cùng xem luôn nha. Và dạng bét này anh em thấy là văng xa lên đến là 2 mét. Anh em thấy là dạng bét này văng xa lên đến là 2 mét, để chúng ta có thể dễ dàng trực tiếp để test, hoặc là mình xịt những cây trên cao rất là ok luôn nha anh em. Và sau khi test về bình xịt điện của Mitsubishi xong thì anh em có thể thấy rằng tia ra rất là tươi, cũng như là độ văng xa lên đến là 2 mét trở lại, cho anh em có thể dễ dàng xịt thuốc cũng như là xịt tưới cây của các loại cây, phải không nào? Đặc biệt là nếu như anh em muốn mua về dòng bình xịt điện của Mitsubishi này thì anh em hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình, hoặc là đặt hàng thông qua website thegiamay.vn. Khi mua bình xịt điện tại Thế Giới Máy, anh em sẽ được đảm bảo 100% là hàng chính hãng, với giá cả của bình xịt điện này chỉ có vài trăm nghìn đồng. Và đặc biệt là chúng tôi bảo hành dòng bình xịt điện này lên đến là 12 tháng cho anh em, cùng với đó là vận chuyển hàng trên toàn quốc. Cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh cũng như là nhấn nút like để đón chờ những video mới nhất của Ngọc Chi nhé. Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại anh em.